chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Hôm nay em tiếp tục lên một lô mai xoắn gốc rất là dễ thương nha cả nhà. Thì giá 250.000 một cây, em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha. Còn nếu mà ai lấy một cặp thì em để 450.000 thôi ha. Rồi đây là cây số 1 nha. Tổng thể cây số 1 em quay đây, cây rất là dễ thương nha. Rồi và tiếp tục là cây số 2. Đây cây số 2 nha. Cây số 2 này em ghép được 2 mắt bo luôn, hai mắt bò, cây rất là lực luôn ha. Rồi cây số 2 này thì cũng với giá là 250.000 một cây nha, em bán đồng giá nha cả nhà. Rồi tiếp tục là cây số 3. Cây số 3 này em cũng ghép được 2 mắt bò nha. Đó. Rồi cây rất là lực luôn, nhìn nó rất là cứng cỏi luôn nha. Rồi tiếp tục là cây số 4. Đây, số 4 là một em chân nôm mà, chân nôm chân dài nha cả nhà, cũng 2 mắt bò ghép luôn, 250.000 một cây nha. Em sẽ bao phí vận chuyển luôn. Rồi tiếp tục là cây số 5. Rồi cây số 5 là cây củ bự nha. Đây, đó. Rồi cây này thì ghép cũng được 2 mắt bo nha. Cây số 5 này cũng với giá là 250.000 một cây luôn. Rồi tiếp tục là cây số 6. Đây, số 6 cái đế rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, một cái đế thú nha. Rồi. Cây số 6 này cũng giá 250.000 bao ship luôn. Rồi tiếp tục là cây số 7. À, các dáng rất là dễ thương nha. Cây số 7 cũng 250.000 một cây nha. Rồi và tiếp tục là cây số 8. Đây, số 8 là một cây chiên nơm nha cả nhà. Chiên nơm nha. Đó, cây rất là dễ thương luôn nha. Rồi, ưu tiên cho những ai lựa từ một cặp trở lên thì sẽ 450 một cặp, còn một cây là 250 nha. Rồi, tiếp tục là cây số 9. Rồi, rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi, 250.000 nha. Rồi, cây số 10. Cây số 10 có cái bộ đế cũng lạ lắm đây nè. Đó. Đó. 250.000 một cây nha. 550 một cặp. Ố 450 một cặp. Rồi, xin mời cả nhà vào xem ủng hộ cho vườn mai của chiếc chè bông nha. Vườn mai chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Hôm nay em tiếp tục lên một lô mai xoắn gốc rất là dễ thương nha cả nhà. Thì giá 250.000 một cây, em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha. Còn nếu mà ai lấy một cặp thì em để 450.000 thôi ha. Rồi đây là cây số 1 nha. Tổng thể cây số 1 em quay đây, cây rất là dễ thương nha. Rồi và tiếp tục là cây số 2. Đây cây số 2 nha. Cây số 2 này em ghép được 2 mắt bo luôn, 2 mắt bo, cây rất là lực luôn ha. Rồi cây số 2 này thì cũng với giá là 250.000 một cây nha, em bán đồng giá nha cả nhà. Rồi tiếp tục là cây số 3. Cây số 3 này em cũng ghép được 2 mắt bo nha. Đó. Rồi, cây rất là lực luôn, nhìn nó rất là cứng cỏi luôn nha. Rồi, tiếp tục là cây số 4. Đây, số 4 là một em chân nôm mà, chân nôm chân dài nha cả nhà. Cũng 2 mắt bo ghép luôn, 250.000 một cây nha. Em sẽ bao phí vận chuyển luôn. Rồi, tiếp tục là cây số 5. Rồi, cây số 5 là cây củ bự nha. Đây, đó. Rồi cây này thì ghép cũng được 2 mắt bo nha. Cây số 5 này cũng với giá là 250.000 một cây luôn. Rồi tiếp tục là cây số 6. Đây số 6 cái đế rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, một cái đế thú nha. Rồi cây số 6 này cũng giá 250.000 bao ship luôn. Rồi tiếp tục là cây số 7. Đó, các dáng rất là dễ thương nha. Cây số 7 cũng 250.000 một cây nha. Rồi và tiếp tục là cây số 8. Đây, số 8 là một cây chiên nơm nha cả nhà. Chiên nơm nha. Đó, cây rất là dễ thương luôn nha. Rồi, ưu tiên cho những ai lựa từ một cặp trở lên thì sẽ 450 một cặp, còn một cây là 250 nha. Rồi, tiếp tục là cây số 9. Rồi, rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi, 250.000 nha. Rồi, cây số 10. Cây số 10 có cái bộ đế cũng lạ lắm đây nè. Đó. Đó. 250.000 một cây nha. 550 một cặp, ố 450 một cặp. Rồi xin mời cả nhà vào xem ủng hộ cho vườn mai của chiếc chè bông nha.